Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông xin kính chào bà con nông dân, quý vị và các bạn. Thưa bà con nông dân, thưa quý vị và các bạn, nuôi rắn hiện nay là một nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều hộ dân tham gia, đặc biệt là những vùng xa khu dân cư, giúp người dân địa phương phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để phát triển mô hình này cần có cơ chế chính sách và để phát triển bền vững cần phải nắm vững kỹ thuật. Bởi đây là một vật nuôi có mức độ nguy hiểm rất cao. Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông tuần này xin giới thiệu đến bà con nông dân, quý vị và các bạn về kỹ thuật nuôi rắn hổ châu. Mô hình nuôi rắn hổ châu của gia đình ông Nguyễn Hữu Đại được đánh giá là bước đột phá trong cách làm kinh tế ở thôn Quyết Tâm, xã E Ti, huyện E Ca. Bởi đây là loài động vật hoang dã có mức độ nguy hiểm cao, chưa được nhiều người nuôi. Chính vì thế khi gia đình ông Đại bắt đầu thực hiện mô hình này, mọi người cho rằng mạo hiểm. Nhưng với ông Đại thì để đánh giá kết quả thì phải có thời gian thử nghiệm, vốn học hỏi kinh nghiệm nuôi rắn từ gia đình. Hơn nữa là một cán bộ công tác trong ngành lâm nghiệp, ông có điều kiện để nghiên cứu nắm bắt được đặc tính của vật nuôi. Sau khi thôi công tác ở hạt kiểm lâm huyện Madarak, ông Đại trở về địa phương sản xuất nông nghiệp. Với diện tích 2 hectare đất, ông Đại đã đầu tư trồng hoa màu nhưng không hiệu quả. Đang loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế thì trong một lần về thăm quê tại Vĩnh Phúc, qua tìm hiểu một số mô hình nuôi rắn, ông thấy vùng đất của gia đình rất thuận lợi cho việc nuôi rắn. Từ năm 2009, ông Đại chuyển sang đầu tư mô hình nuôi rắn và đến nay đã khẳng định được hướng đi này là hoàn toàn hợp lý. Hiện nay trong chuồng nuôi của gia đình ông Đại có từ 700 con rắn các loại, rắn hổ châu, rắn hổ mang, kỳ đà, vân vân. Theo kinh nghiệm của ông Đại, khi mới bắt đầu nuôi nên chọn rắn hổ châu vì ít nguy hiểm và đây không phải là loài rắn độc nên nuôi và chăm sóc dễ dàng hơn. Xét về hiệu quả kinh tế, rắn hổ châu là động vật hoang dã mới được thuần hóa, sức đề kháng cao, ít dịch bệnh, có khả năng thích ứng với điều kiện nuôi dưỡng. Nuôi rắn có thu nhập cao trong khi việc chăm sóc lại rất đơn giản. Thức ăn của rắn là chuột, cóc. Hơn nữa rắn chỉ ăn 2 lần trong một tuần. Mỗi vụ nuôi rắn thịt chỉ kéo dài 5 đến 6 tháng, thường từ tháng 5 đến tháng 11 nên không tốn nhiều thời gian. Thị trường tiêu thụ phong phú và đa dạng. Với bài toán mà ông Đại đặt ra, trung bình một con rắn có trọng lượng 1 kg có thể bán được 900.000 đồng, một con rắn giống bán được 400.000 đồng. Cái mô hình nuôi rắn này thì tôi nghĩ rằng hiện nay ngoài thiên nhiên, ngoài động vật hoang dã ngày càng cạn kiệt thì là mình phải nuôi, thì cái thứ nhất để cải thiện cái kinh tế của gia đình, cái thứ hai để giữ được cái nguồn gen quý hiếm của loài rắn ở Việt Nam này. Đấy là cái động cơ chính để gia đình nuôi cái động vật hoang dã. Mô hình này thì qua thời gian là hơn 3 năm thì gia đình thì nuôi cái rắn này, thực tế là quê tôi ở Vĩnh Phúc thì 3 đời nay đã nuôi cái này rồi, hiệu quả kinh tế rất là cao, nhưng mà lúc đó chưa có cái chỉ thị 82 của Thủ tướng Chính phủ ký. Tức là người dân lúc đó chưa được nuôi cái động vật hoang dã như bây giờ. Thế từ khi có nghị định 82 của Chính phủ thì gia đình bắt đầu nuôi cái này. Thì lúc đó là giá nó chỉ 500-600 một kg, đến bây giờ là giá ở ngoài phía Bắc là phải trên 1 triệu đồng một kg rắn. Đấy là một cái giá trị kinh tế đem lại lợi ích rất là cao. Rắn hổ châu thuộc loài rắn hổ, tên khoa học Proteus mucosus, là loài rắn nằm trong sách đỏ Việt Nam. Tên gọi của nó tùy vào nơi nó sống. Ở miền Đông người ta gọi nó là rắn long thừa, miền Tây gọi là rắn hổ hèo, miền Trung gọi là ráo châu và miền Bắc gọi là hổ châu. Rất nhiều tên gọi nhưng tên chung của loài rắn này là hổ vì dện và trên mình nó có nhiều vằn vện. Đây không phải là loài rắn độc, nguy hiểm nhưng có nhiều công dụng trong y học, nhất là sản xuất thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, trước khi thực hiện mô hình này, người dân cần nắm bắt các kỹ thuật nuôi và chăm sóc. Về chuồng nuôi rắn phải đặt ở xa khu dân cư, chỗ yên tĩnh, có nhiều dạng, chuồng xi măng hoặc chuồng lưới. Diện tích chuồng nuôi 2m x 1m x 1,2m. Cửa chuồng làm ngang bên hông để tiện vệ sinh. Bên trong chuồng có vỉ tre để rắn nằm. Mặt trên của chuồng lập bằng lưới sắt nhỏ để tạo sự thoáng mát, sạch và êm để rắn nghỉ ngơi. Đáy chuồng tráng một lớp xi măng mỏng, sau đó đắp lên một lớp đất khoảng 2cm. Chuồng nuôi phải đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, chống gió lạnh thổi vào. Phải trang bị hệ thống đèn để kiểm tra. Nên đặt bóng đèn trong chuồng rắn nhằm tạo cho rắn thích nghi với ánh sáng và tạo nhiệt độ ấm cho rắn nếu vào mùa đông. Ngoài ra cần trang bị khay đựng thức ăn, đựng nước uống để đảm bảo vệ sinh. Và vấn đề chuồng trại thì rất là đơn giản, mình có thể là trên này là bằng tôn video xi măng, xung quanh mình xây bằng gạch, mình không cần tô cũng được. Thì bên trong mình đổ những cái tấm đan, một chiều của nó 50 phân, chiều kia là 90 phân, dày khoảng 3 phân mà không cần phải sắt, không cần phải là xi vào trong đó, không cần phải cát, tức là chỉ cần là xi với lại cát, không cần phải đá. Đấy. Thế sau đó là mình xây gạch lên một đường gạch độ khoảng 20 phân, xong rồi đậy một cái tấm đa lên trên đấy, xong lại cứ làm nhiều tầng như thế thì con rắn này nó sẽ phát triển tốt vào cái mùa mưa, tức là nó không có bị ẩm, thì nó không bị bệnh ghẻ lở các cái thứ. Thì cái cửa của nó thì yêu cầu là mình làm chắc chắn làm sao con rắn nó không chui ra ngoài được. Chuồng nuôi thì bây giờ mình phải
tiết kiệm không gian, tức là mình làm nhiều tầng cao lên, có thể là 5-7 tầng. Cái diện tích của nó sử dụng thì một chiều là 40 phân lọt lòng, một chiều sâu vào độ khoảng 80 phân thôi. Đấy là cái vấn đề là cái chuồng cao độ khoảng 20 phân. Thì trên 1 mét vuông mà làm như thế thì có thể là nuôi được khoảng 10 con. Như vậy là diện tích không tốn bao nhiêu. Đối với thức ăn cho rắn cần lưu ý, rắn ăn rất sạch, rắn chỉ ăn khoảng 2-3 lần trong một tuần. Thức ăn của rắn non chủ yếu là ếch, nhãi nhỏ, cá, tép. Cứ 3-5 ngày lại cho rắn ăn một lần. Số lượng thức ăn tăng dần theo tuổi. Thức ăn của rắn trưởng thành chủ yếu là chuột, cóc, ếch nhái, v.v. Thức ăn cho rắn không được cho vào tràn lan mà phải đựng vào trong khay để khi đói rắn có thể vào ăn. Những thức ăn thừa sẽ không bị rơi vãi ra ngoài làm bẩn chuồng rắn. Nước uống tốt nhất nên cung cấp đầy đủ nước sạch và mát cho rắn uống. Trong chuồng cần đặt vật chứa nước cho rắn tắm và uống, phải thay nước hàng ngày. Thế cái sau đó cái chuỗi thức ăn của nó thì hiện nay là chuột, rồi thì cóc, nhái, rồi tất cả các cái loại mình có thể là tận dụng ở tại địa phương để cho cái rắn ăn. Mình cho ăn sống cũng được, mà cho ăn cấp đông cũng được, mà cho ăn mồi chết cũng được. Nhưng mà theo tôi kinh nghiệm là cho ăn mồi chết thì tốt hơn là cái chuyện cho ăn mồi sống. Bởi vì là cho ăn mồi sống thì cái thứ nhất là cái con cóc của nó, là con rắn nó ăn vào thì con cóc nó phải mất rất nhiều là cái năng lượng để nó làm nó nuốt được cái mồi. Thế nhưng nếu là mồi chết thì có nghĩa là nó chỉ việc ăn trong thời gian rất là nhanh. À, cái rắn này thì nếu cái rắn con mà mới nở mà mình nuôi từ cái lúc nuôi cho đến lúc xuất thì chắc là phải mất độ khoảng hơn 1 năm. Hoặc là nếu mà khoảng 1 năm thì nó được khoảng hơn 1 ký. Nếu mà bán ra giá trị thì con rắn đấy cũng được khoảng 500-700 nghìn rồi. Kỹ thuật sinh sản, việc chọn giống rắn làm bố mẹ rất quan trọng và ảnh hưởng lớn đến chất lượng con rắn sau này. Vì vậy khi chọn rắn đực, rắn cái làm giống phải dựa trên ngoại hình. Rắn từ khi sinh ra đến trưởng thành không có lần nào bị nhiễm bệnh. Trong quá trình nuôi, rắn trong lớn, da rắn mượt, thân hình dài cân đối. Rắn đực và rắn cái phải khác dòng để lai tạo tránh trùng huyết. Quá trình sinh trưởng phát triển của rắn phải trải qua những lần lột da. Đối với loài rắn hổ châu, thời gian rắn thay da khoảng 15-20 ngày và tiếp tục thay da trong suốt quá trình rắn lớn. Một con rắn cái từ lúc nở đến lúc sinh sản từ 9-10 tháng tuổi. Sau khi thay da, nếu được cung cấp đầy đủ thức ăn và chăm sóc nuôi dưỡng tốt, tốc độ tăng trưởng của rắn có thể tăng nhanh hơn 2-3 lần. Bên cạnh việc chọn lựa giống rắn tốt thì vấn đề đảm bảo tỷ lệ trứng rắn nở cao cũng cần được quan tâm. Để đảm bảo tỷ lệ trứng nở cao, chúng ta có thể nuôi ghép 2 con rắn đực với 10 con rắn cái. Thời gian rắn đẻ sau khi phối giống khoảng 30-35 ngày. Một con cái có thể đẻ từ 12-21 trứng. Và cái con giống hiện nay là rất quan trọng. Tại sao có những cái mô hình nuôi thành công và có những mô hình nuôi chưa thành công? Bởi vì muốn thành công thì con giống là phải quan trọng hàng đầu. À, cái thứ nhất là cái nhà mà sản xuất được con giống thì cái thứ nhất là cái đặc điểm là con rắn bố và rắn mẹ là không được trùng huyết. Rắn giáo châu hiện nay nó có rất là nhiều dòng, nhiều màu sắc khác nhau. Con thì dài, con thì ngắn. Nhưng mà như tôi có kinh nghiệm là tôi phải lựa những cái con nào mà nó có một cái thân hình dài, có một màu sắc nó tốt theo cái kinh nghiệm của mình, sau cho phối với con cái cũng đạt tiêu chí 100 con cái tôi chỉ lựa được khoảng 20 con, sau đó có lấy được khoảng 5-7 con đực mình cho phối giống, sau đó nó mới ra cái tỷ lệ cái con, cho nên vừa rồi sản xuất ra nó nở phải 80-90%, mà sau khi nuôi là nó cái tỷ lệ nó đạt rất là cao, mà thậm chí nó ít có cái hao hụt. Đấy là cái giống mà cả nước mình làm kinh tế. Kỹ thuật ấp trứng, dụng cụ ấp trứng rắn của người nuôi hiện nay rất đơn giản: một cái thùng xốp lớp đất có độ ẩm 25-30% bỏ vào nửa thùng, sau đó xử lý thật chặt. Tiếp theo rải thêm một lớp cát chảy mỏng rồi bỏ trứng rắn vào. Khoảng 60 ngày sau rắn tự nở. Trong điều kiện chăn nuôi, khi ấp trứng cần phải kiểm tra trứng vài lần. Nếu thấy các quả trứng to đều, trắng, khô ráo là trứng tốt, những quả vỏ xìn vàng là trứng hỏng phải loại ngay. Rắn con mới nở thả vào chuồng cho u nước khoảng 7 ngày sau rắn thay ra. Khi rắn thay ra thả nhái nhỏ vào để rắn ăn. Trung bình 50 con rắn con 1 tháng tuổi, mỗi ngày ăn khoảng 0,5 kg nhái con. Là sau khi con rắn nó cũng mang thai khoảng là rắn hổ mang là khoảng 2 tháng, con rắn giáo châu này thì nó chỉ vào tầm 35 ngày. Thì sau khi nó đẻ ra cái là mình cho vào cái thùng xốp, mình bỏ cát, tức là cái độ ẩm khoảng 6-70 độ, đừng ướt quá mà đừng ẩm quá. Thì sau có thể là 2 tháng hoặc là 2 tháng rưỡi, mà nếu mà rời lạnh thì có thể là 3 tháng nó vẫn nở với tỷ lệ khoảng 70-80%. Điều kiện sống của rắn thì nó đòi hỏi là nó cái chỗ mình nuôi là nó yên tĩnh. Đấy, thế cái khí hậu thì nó thích hợp, như là ở Tây Nguyên thì tôi cho là thích hợp, còn ngoài Bắc thì có lúc nóng quá, có lúc lạnh quá, nó không phù hợp với con rắn. Và dưới 10 độ C thì con rắn không phát triển, mà có thể 7-8 độ thì có thể con rắn có thể bị chết. Nhưng ở Tây Nguyên thì không bao giờ có cái nhiệt độ xuống thấp như thế, và cũng không quá cao như thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là con rắn gần như một năm nó phát triển quanh năm. Đấy, chứ ngoài Bắc thì họ chỉ có nuôi được khoảng
5-6 tháng, còn trong này có thể nuôi được 10-11 tháng. Đấy là cái điều kiện của con rắn, là cái môi trường như tôi đã nuôi ở đây so với ngoài quê Vĩnh Phúc thì ở đây tốt hơn, phát triển tốt hơn. Quản lý chăm sóc phòng trị bệnh. Công việc quản lý vệ sinh chuồng trại cũng là yếu tố quyết định đến kết quả nuôi. Nếu quản lý không tốt, dễ dẫn đến thiệt hại. Hàng ngày phải dọn vệ sinh chuồng nuôi, tránh để ở mốc. Rắn là động vật hoang dã, ít bị bệnh. Tuy nhiên, biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho rắn là biện pháp tốt nhất. Chăm sóc nuôi dưỡng tốt, ăn uống sạch sẽ, thức ăn đảm bảo thành phần và giá trị dinh dưỡng. Chuồng trại luôn sạch sẽ, không lầy lội, không nóng quá, lạnh quá, không có mùi lạ, tránh ruồi nhặng và các loại côn trùng khác gây hại cho rắn. Rắn hổ châu là loài rắn ít bị bệnh hơn các loài rắn khác, song trong quá trình nuôi đôi lúc cũng bị bệnh tiêu chảy. Để điều trị bệnh này, ta áp dụng các biện pháp sau: cho rắn ăn ít lại và cho uống nước men tiêu hóa chống tiêu chảy. Hàng ngày quét dọn đáy chuồng, rửa máng nước, loại bỏ phần thức ăn thừa. Đồng thời phải đảm bảo chế độ và số lượng thức ăn theo nhu cầu của rắn trong từng thời kỳ, dựa theo trọng lượng của rắn. Cái vấn đề phòng bệnh cho con rắn thì cái chuồng nuôi chủ yếu là làm sao mà cho nó khô ráo, sạch sẽ, mùa mưa không bị dột nát. Nếu mà trời mưa gió thì mình sập cái cửa xuống, còn trời nắng thì mình nâng cái cửa lên, tức là nó phải có độ thoáng chứ là, nhưng mà không kín. Đấy, khi mà mưa gió thì mình sập cửa xuống, tức là chuồng không bị ẩm ướt thì con rắn này chưa hề mắc một cái bệnh nào cả. Đấy. Nhưng mà những cái bệnh chủ yếu ở rắn thì cái bệnh chủ yếu của rắn là thế này này. Ví dụ mình mà cho nó ăn cái con ếch liên tục trong vòng ví dụ như hàng tháng trời thì có thể nó cái đường ruột của nó có thể là nó bị đi ỉa. Thì cái này không có vấn đề đáng ngại cả. Mình dùng cái men tiêu hóa mình trộn vào thức ăn mình cho ăn là nó tự nó hết, hoặc mình chuyển thức ăn sang cho ăn cóc là hết. Thế còn nếu nó bị ghẻ, chẳng qua là cái vì mưa gió nó bị ẩm ướt chuồng, thì mình có thể là mình dùng cái thuốc cái tifo ở ngoài thuốc tây đấy, mình nghiền nó ra vết nước, xong mình cho con rắn vào trong cái bao lưới, mình ngâm nó xuống một vài lần thì tự khắc nó sẽ hết, và sau đó mình thay vỏ cái đất đi. Đấy là con rắn nó chỉ có hai cái đó, nhưng mà nếu mà làm tốt cái công tác phòng bệnh thì chắc cũng không phải đến mức độ phải chữa bệnh. Hiện nay mô hình nuôi rắn hổ châu đang được mở rộng bởi mô hình này có hiệu quả kinh tế cao và có thể là hướng đi mới. Tuy nhiên là mô hình mới nên ngoài vấn đề về kỹ thuật nuôi, nông dân vẫn rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng về những chế tài cụ thể và giúp nông dân mạnh dạn đầu tư vào hình thức chăn nuôi hiệu quả này. Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng hân hạnh tài trợ chương trình này. Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn bà con nông dân, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.